Trong khi các cơ quan chức năng của Việt Nam đang đẩy mạnh phòng chống nạn buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu, thì tại các cửa khẩu, các cơ quan liên quan của Campuchia dường như lại thờ ơ để việc vận chuyển hàng hóa lậu, đặc biệt là thuốc lá điếu qua biên giới diễn ra công khai, thiếu kiểm soát. Việc phòng chống buôn lậu thuốc lá của Việt Nam vốn gặp khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Chống buôn lậu thuốc lá ở các tỉnh biên giới Tây Nam và Thành phố Hồ Chí Minh gặp rất nhiều khó khăn bởi nguồn thuốc lá lậu quá nhiều, lãi lớn và các đối tượng buôn lậu luôn tìm ra nhiều chiêu thức mới để đối phó với lực lượng chức năng. Dọc biên giới Việt Nam Campuchia, xung quanh các cửa khẩu cũng là nơi nhức nhối nhất về buôn lậu thuốc lá. Những vựa thuốc lá như thế này trên đất Campuchia mọc sát biên giới Việt Nam. Ngày ngày, những chiếc ghe lớn nhỏ đủ loại từ An Giang, Đồng Tháp qua đây lấy hàng liên tục. Và thuốc lá lậu luôn đủ để đáp ứng nhu cầu. Giá các loại thuốc lá điếu như Hero 3 số 5 luôn rất rẻ so với thị trường Việt Nam. Chẳng có khác nhau gì đâu nhỉ? Nhiều chai. 30. Thuốc này bao tiền cái? 80. Hero có mấy loại? Dạ. Nó chỉ có một loại 80.000 này thôi. Dạ. Như vậy, mỗi cây thuốc khi về đến Việt Nam, những người buôn lậu có thể thu lợi tới hơn 50.000 đồng. Lãi khủng lại dễ vận chuyển, nên sẽ không khó hiểu khi mỗi ngày hàng chục, thậm chí là hàng trăm ngàn cây thuốc lá lậu được lén lút đưa về Việt Nam. Cửa khẩu Vĩnh Sương, tỉnh An Giang. Lên mua vài cây thuốc rồi về liền. Anh em mua vài cây thuốc, ai một cây rồi. Khỏi đi xa hay không? Không có. Đi 2 tiếng hồ trả lời liền. Mua đi thuốc cho liền. Ăn chân. Rồi. Việc qua cửa khẩu chỉ đơn giản như vậy. Bộ đội Campuchia. Những con đường phía sau cửa khẩu trở thành cửa chính để vận chuyển thuốc lá lậu và nhiều mặt hàng khác về Việt Nam. Những người lính Campuchia không quan tâm đến việc người đi qua chốt mang thuốc lá lậu hay hàng hóa gì. Họ chỉ thu tiền của bất kỳ ai mang hàng hóa đi qua chốt. Mỗi người vài chục nghìn đồng. Về Việt Nam, những cái hàng thường tập trung ở những địa điểm mà các cơ quan chức năng khó kiểm soát và thuốc lá nhanh chóng được đưa sâu vào nội địa bằng xe máy.